Đấy, các bạn thấy các cán bộ ăn giữ an ninh trật tự vất vả, trời nắng chang chang luôn. Đấy, phục vụ bà con đi chơi rất là đông luôn. Đây, cổng Đại Nam đây các bạn. Đấy, theo cái thông tin mới nhất đó là hưởng ứng lời kêu gọi của từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc khu du lịch Đại Nam, chương trình chung tay chung sức một tấm lòng ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 được tổ chức tại khu du lịch Đại Nam vào các cái tối ngày 29 đến ngày 6 tháng 10, ngày 13 tháng 10 và 20 tháng 10. Đấy. Đấy, bà Nguyễn Phương Hằng sẽ tổ chức là giao lưu này. Bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức giao lưu này, miễn phí này, vé xe lửa, vé cổng này, biển vườn thú, trường đua, tất cả các cái trò chơi vào các ngày 29, 6, 13 và 20 tháng 10. Đấy. Số tiền quyên góp được khu du lịch Đại Nam sẽ trao cho Mặt trận Tổ quốc để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 dưới sự lãnh đạo của địa phương và du khách có mặt tại trường đua và trực tiếp trên các cái kênh truyền thông của Đại Nam. Đấy, mày đông lắm các bạn. Đấy, người dân này, các bạn thấy chưa, cổng khu du lịch Đại Nam thôi nhé. Đông chưa? Đấy, cổng vào khu du lịch Đại Nam đấy các bạn.